trực tiếp bóng truyền vô địch quốc gia 2024 hôm nay giữa xi măng Long Sơn Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An. Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức online. Hôm nay, ngày 19 tháng 3 sẽ chứng kiến các trận đấu tiếp theo tại giai đoạn một của giải bóng truyền vô địch quốc gia 2024. Đặc biệt sự chú ý của người hâm mộ sẽ dồn vào trận đấu đỉnh cao giữa xi măng Long Sơn Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An. Đây đều là những đội bóng đang thể hiện phong độ rất cao và cả hai đều sở hữu những ngoại binh chất lượng từ Trung Quốc, Kaisia Queen của Thanh Hóa và Chen Tây Giang của Long An. Đối với VTV Bình Điền Long An, trận đấu chiều ngày 16 tháng 3 với Việt Tinh Bang đã là một thách thức lớn. Với sự tỏa sáng của ngoại binh Chen Tây Giang, chiều cao 1m94, cô đã thể hiện sự uy lực của mình qua những cú đập cháy sân. Điều này giúp đội VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng nhanh chóng, tạo đà tích cực cho trận đấu với đối thủ mạnh mẽ. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa cũng đã tạo ra một cơn địa chấn vào tối qua khi đánh bại Hóa Chất Đức Giang Lào Cai, một trong những đối thủ mạnh nhất. Sự hài lòng của các nhà tài trợ và ban lãnh đạo đội bóng được thể hiện qua việc thưởng nóng cho toàn đội 200 triệu đồng. Điều này sẽ tiếp tục là nguồn động viên lớn cho đội bóng hướng đến trận đấu với VTV Bình Điền Long An. Trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa chắc chắn là trận đấu đáng chờ đợi nhất trong ngày hôm nay và hứa hẹn sẽ là một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Hãy cùng kênh tin tức online cập nhật những diễn biến mới nhất của trận đấu này. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong trận đấu này.